anh Dũng có đồ ăn ngon với là anh có rượu ngon nữa. Thành ra là hãy cứ anh nói sắp làm phim nữa rồi nha, là anh nói lần này có cái gì ăn. Thường thường mà đồ ăn của anh đều đem từ Nhật, từ Hàn Quốc đồ về ngon lắm. Với lại là lần trước á quay một bộ phim có rất nhiều các cô gái, em mới tới thâu rồi cái nọ, có không khí nó vui vẻ lắm. Lần này thì cũng hẹn lịch cái nọ cũng tới đủ hết trơn, nhưng mà toàn con trai không à. Lần này vợ anh vui, lần này thì vợ của anh ở nhà ôi trời sao mà trai đẹp nhiều quá vậy. Có những cái phim mà nó sẽ có rất nhiều nhạc nhưng mà người ta cảm giác là không có, bởi vì có những lúc âm nhạc nó chỉ mang tính nó tô đậm thêm cái cảm xúc của phim thôi. Có những cái lúc thì cái bộ phim lại nhường chỗ cho âm nhạc nó được vang lên và giống như hình ảnh lại là minh họa. Thì riêng với cái bộ phim lần này thì cái chỗ dành cho âm nhạc nó có, và có những cái chỗ mà chúng ta cũng nghe nhạc nhưng mà chúng ta không có để ý rằng là nó đang được vang lên, đúng không đạo diễn? Thật ra với nhạc phim á, có những cái chỗ mình để ý mình sẽ thấy ủa có nhạc, nhưng mà anh tưởng vậy người ta nói chỗ đó có nhạc chi, nhưng mà thật ra cái chỗ mà người ta không để ý mà người ta cảm xúc thì đó là một cái giá trị. Nó có thể là tiết tấu, nó có thể chứ không phải lúc nào cứ vang lời hát lên nó là nhạc phim. Có khi là nó là phụ, có khi nó là chính, nó là nhiều thứ, cho nên đó là lý do mà phim của Dũng có nhiều nhạc. Nó như vậy thì hành nhạc sĩ hơi nhiều. Làm gì có một lần nào nghe từ đầu tới cuối được. Cho nên là thật ra khi mà mình nghe cái bài đó, mình tưởng tượng ở trong cái cảnh phim của mình á, mình rất là xúc động. Thì hai anh em cũng bắt đầu tìm hỏi ca sĩ nào, thì anh Trí thì anh ít làm việc với nam ca sĩ nữa, cho nên cũng rất là khó khăn. Anh Dũng á có để lên trên cái status của mình là đang tìm một giọng hát cho nam chính cho cái bộ phim này, và cái yêu cầu là nếu mà để so sánh á thì nó giống như Michael Bublé, còn Việt Nam á thì giống như là anh Tuấn Ngọc, ấm như anh Tuấn Ngọc nhưng mà lại phải trẻ như là bạn Duy trong cái nhà của bạn Duy trong này. Anh chém gió thế thôi. Phải rất là ấm áp và phải rất là trẻ trung và phải rất là nam tính, và cuối cùng là đã chọn được bạn hát của thật rất là nam tính. Anh không biết tại sao từ đâu mà ta xa nhau. Bao giờ